Chào mọi người, cái video clip hôm nay Dung sẽ chia sẻ với mọi người 6 cách làm thế nào để giữ được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Dung biết rằng là cuộc sống quá bận rộn cho nên là mọi người có rất là nhiều áp lực từ công việc, từ gia đình cho đến các mối quan hệ xã hội. Vậy thì sẽ rất là khó để cho chúng ta giữ được cái sự cân bằng, làm sao để mình không có bị quá căng thẳng và stress. Và 6 cách dưới đây Dung đã và đang áp dụng và nó rất là hữu ích cho bản thân của mình, thì Dung hy vọng rằng là mọi người cũng có thể tham khảo xem thử là cách nào mà mình thấy có thể vận dụng được để giúp cho mọi người có thể giảm thiểu được stress nhất có thể nha. Và điều đầu tiên đó là chế độ ăn uống hợp lý. Thì như mọi người đã follow Dung biết rằng là Dung là người ăn chay trường, và Dung nghĩ rằng là việc chuyển sang trường chay cũng là một trong những cái điều kiện giúp ích cho Dung rất là nhiều trong việc thay đổi từ thể chất cho đến tinh thần của mình. Mọi người lựa chọn chế độ ăn nào thì tùy vào cơ địa của mỗi người, nhưng mà Dung nghĩ rằng là nên tăng cường cái lượng rau củ quả nhiều hơn là cá thịt, và mọi người phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Và lắng nghe cơ thể của mình, phải quyết tâm thay đổi. Và trong một thời gian ngắn, nếu mọi người thay đổi cái chế độ ăn uống hợp lý hơn một tí thì tầm khoảng 1, 2 đến 3 tháng mọi người sẽ thấy rõ cái sự thay đổi bên trong cơ thể của mình lẫn bên ngoài nữa. Cách thứ hai đó là thiền định. Thì Dung biết về thiền từ rất là nhiều năm trước rồi, từ khi mình còn nhỏ cơ. Nhưng mà để có cơ hội để hiểu sâu hơn một tí về thiền định đủ để cho mình có thể thực hành mỗi ngày như bây giờ thì là tầm khoảng một năm trở lại đây thôi. Và Dung thấy rằng là cái lợi ích của thiền định mang lại là không nhỏ. Việc thiền nó giúp cho mình có cái cơ hội để trở về bên trong, trở vào bên trong cơ thể của mình, lắng nghe những cái gì đang diễn ra ở bên trong mình nhiều hơn, và giúp cho mình kết nối được với vũ trụ từ những cái âm thanh nhỏ nhất xung quanh mình. Mà bấy lâu nay nếu mình không làm thì mình không thiền thì Dung nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để làm được điều này. Và cái lợi ích thứ hai mà thiền định mang lại đó là nó kiềm chế được cái tính nóng giận của Dung. Ví dụ như hồi xưa những cái việc mà xảy ra thì dù mình biết rất là sai, không có đúng, nhưng mà mình hay phản ứng lại một cách rất là tiêu cực. Nhưng mà bây giờ Dung thấy rằng là việc gì xảy ra nếu như nó quá vui thì Dung cũng không cho đó là cái gì đó là quá vui. Nếu nó buồn thì Dung cũng không nghĩ nó theo một cái chiều hướng là buồn và tiêu cực. Vậy cho nên việc gì xảy ra xung quanh mình đều có thể đón nhận nó một cách bình thường nhất có thể. Và cái tính nóng giận nó cũng đã giảm đi rất là nhiều và đáng kể luôn. Và cái thời gian mà Dung thích thiền nhất đó là vào buổi sáng, tầm 4 đến 5 giờ sáng và 7-8 giờ tối trước khi đi ngủ. Dĩ nhiên là có những lúc có những cái việc xảy ra mà mình không có theo một cái thời khóa biểu khoa học được thì mình có thể thay đổi một chút. Nhưng mà đó là hai cái khoảng thời gian cố định mà Dung đang muốn thực hành để nó tạo thành một cái thói quen cho mình luôn. Còn cái trong quá trình hàng ngày làm việc này việc kia, nếu như khi nào mà Dung cảm thấy căng thẳng quá thì mình sẽ tìm một cái nơi nào đó mà chỉ có một mình thôi, hoặc là mình ngồi một chỗ nào đó hít thở trong vòng khoảng 5 đến 10 phút là Dung cũng đã cảm thấy khá hơn rồi. Vậy thì mọi người hãy thử tìm hiểu về thiền và xem thử thực hành để xem thử thế nào nhé. Sách về thiền thì Dung thấy có bán ở nhiều nơi rồi, mọi người cũng có thể lên ở trên YouTube, Google tìm kiếm, và rất là nhiều thông tin ở trên đó thì về thiền cơ bản nè, hay là thiền bên Phật giáo để mọi người tham khảo nha. Cách thứ ba đó là ngủ đủ giấc. Đối với Dung thì việc giấc ngủ rất là quan trọng. Từ hồi trẻ cho đến bây giờ cũng vậy. Hồi xưa thì vì mình cách đây 20 năm trước là vì mình còn trẻ khỏe thì có những khi mình thức đến 1-2 giờ sáng, 3-4 giờ sáng thỉnh thoảng thì mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ càng lớn tuổi thì Dung thấy rằng cái việc đó Dung không thể làm được. Và Dung cũng không thấy có lý do gì nếu như mình không có việc gì để làm mà mình phải thức đến tận giờ đó, hoặc là dành thời gian để đi chơi bời bên ngoài đến 1-2 giờ sáng mới về. Buổi tối lúc nào cũng vậy, Dung thức dậy từ 4 giờ như mọi người biết để thiền định, thì chắc chắn là buổi tối 9 giờ Dung phải leo lên giường đi ngủ. Bởi vì một ngày chắc chắn mình phải ngủ đủ 7-8 tiếng đồng hồ. Và nếu như hồi xưa mình có thể thức nguyên đêm mình không thấy vấn đề gì, thì bây giờ nếu Dung chỉ cần
ngủ thiếu 2 đến 3 giờ đồng hồ trong một ngày là Dung đã thấy có vấn đề rồi. Cơ thể mình thấy rất là mệt mỏi rồi, nhức đầu, nói chung là nó căng thẳng lắm. Cho nên Dung buộc phải ngủ đủ giấc. Và mọi người cũng cố gắng sắp xếp làm sao để đi ngủ đúng giờ nhất có thể. Biết rằng là ai cũng có những cái điều kiện hoàn cảnh riêng, mình cần phải có những việc cần phải làm. Nhưng mà Dung nghĩ mọi người cố gắng làm những cái việc đó trong ngày, làm xong những cái việc đó trong ngày nhất có thể. Nếu như mọi người có những cái người thân bên cạnh, ví dụ như chồng của mình hay là ai mà còn độc thân thì không nói rồi đúng không, thì mọi người hãy cố nhờ họ giúp đỡ mình để san sẻ bớt cái công việc, đặc biệt là những người có con nhỏ hoặc là những bà mẹ bỉm sữa gì các kiểu, hoặc là những cái bạn mà nếu có điều kiện thì có thể thuê người giúp việc, làm sao để các bạn có thể xong hết mọi việc trước 9 giờ tối và đi ngủ đúng giờ, dậy sớm vẫn tốt hơn là ngủ lúc 12 giờ, 1 giờ và thức dậy vào lúc 9, 10 giờ sáng. Bởi vì giấc ngủ rất là quan trọng. Như mọi người thấy rằng là nếu hôm nào mà mọi người đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, ngủ đủ giấc, thì khi mà buổi sáng thức dậy mọi người cảm thấy rất là sảng khoái. Và nhìn ở trong gương á, dù buổi sáng mình không có make up, mình không trang điểm, không làm gì hết, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt của mình rất là đầy đặn và tươi tỉnh đúng không? Và cách thứ tư đó là uống đủ nước. Dung nghĩ rằng là việc lợi ích của việc uống nước thì là Dung cũng không cần phải nói lại, tại vì mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Nước có ở khắp mọi nơi trong cơ thể của chúng ta, kể cả là ở trong những cái nơi mà mình nghĩ là nó khô khốc nhất, nó vẫn có nước, đó là móng tay nè, móng chân của mình chiếm tới 15%. Và cái bộ phận, cái nơi mà chứa nhiều nước nhất đó là não bộ của mình, tới 80%. Vậy thì Dung nghĩ rằng một trong những cái nguyên do mà mọi người thường hay bị nhức đầu thỉnh thoảng á, một trong những lý do nhé, thì đó là có thể mọi người uống không có đủ nước. Người ta hay nói rằng là trung bình mỗi người một ngày cần phải nạp 1,5 đến 2 lít nước cho người có cái thể trạng bình thường trung bình, nghĩa là người không quá cao to, không quá mập. Nhưng mà Dung thấy điều này nó cũng không có đúng 100% cho lắm. Vì từ ngày Dung bắt đầu uống nước nhiều hơn thì Dung thấy rằng là da dẻ của mình nó có khác đi một chút xíu, và mình cảm thấy sảng khoái hơn, đầy năng lượng hơn. Vậy nên mọi người phải chắc chắn một điều rằng đừng bao giờ quên uống nước. Còn ai mà không có thói quen uống nhiều nước thì phải tập ngay từ bây giờ. Và nhớ rằng là lúc nào mọi người cũng phải có một ly nước, chai nước hoặc là bình nước mang theo bên mình để mỗi khi khát thì mình phải uống nha. Và cách thứ năm đó là đọc sách. Và nói như vậy thì mọi người sẽ nghĩ rằng là Dung là người rất là siêng đọc sách hay là đọc sách từ trước tới giờ. Không, Dung là một người rất là lười đọc sách, và Dung cũng mới bắt đầu tập cho mình cái thói quen đó trong thời gian dạo gần đây thôi. Và như mọi người biết thì là não bộ mình cũng giống như những bộ phận khác ở trên cơ thể, nó cũng cần phải được tập luyện, nó cũng cần phải được tập thể dục mỗi ngày. Và cái việc đọc sách nó giúp cho mình rèn luyện cái trí nhớ được tốt hơn. Và đọc sách giúp ích rất là nhiều trong cái việc điều trị chứng bệnh như Alzheimer hoặc là bệnh mất trí nhớ. Và mọi người có biết rằng là như lợi ích của đọc sách thì mọi người lên Google search là sẽ ra rất là nhiều lợi ích của việc đọc sách. Làm tăng tuổi thọ nè, làm tăng khả năng tập trung nè, làm tăng khả năng phân tích nè, rồi là đọc sách lại là một cái thú vui tao nhã rất là tích cực nè, mà không phải tốn quá nhiều tiền. Đó, có vô vàn những cái lợi ích về việc đọc sách mà nó mang lại. Đặc biệt là mọi người biết tìm những cái cuốn sách nào mà nó có một cái nội dung liên quan đến cái tâm trạng hiện tại của mình, những cái nội dung nói về những cái điều tích cực, lạc quan, thì nó sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình và giúp ích cho mình rất là nhiều trong cuộc sống. Và cách thứ 6 đó là kết nối với thiên nhiên nhiều hơn. Thì Dung biết rằng là do công việc bận rộn, do cuộc sống quá bận rộn thì sẽ rất khó để cho mọi người có cơ hội để nghỉ được một kỳ nghỉ dài ngày, để có thể tìm về những cái nơi hoang vắng, những cái nơi có núi rừng, sông suối hoặc là biển chẳng hạn, để có thể tịnh dưỡng hoặc là có thể hòa mình với thiên nhiên. Buổi sáng thức dậy nghe chim hót, nghe gió thổi, nghe tiếng ve kêu hay là gì gì đó, có vô vàn những cái nơi thú vị để mà đi ở Việt Nam mình.
Nhưng mà mọi người hãy cố gắng nhất, ít nhất thì một năm cũng làm được điều đó từ 1 đến 2 lần. Do dịch Covid thì dĩ nhiên là mình không có dịp để, trong năm 2020 thì mình cũng không có cơ hội để đi nhiều nơi vì cũng không thể đi được. Nhưng nếu như năm sau mọi thứ biến chuyển hơn, mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn thì mọi người nên thu xếp và dành thời gian cho mình đi du lịch, ít nhất là ở đâu cũng được, không nhất thiết là phải đi ra nước ngoài, nhưng mà tìm về với thiên nhiên, đi đến những cái nơi mà thương người một chút xíu. Tại vì bình thường mọi người đã sống, đã làm việc với con người rồi đúng không, thì bây giờ mình dành thời gian để kết nối với thiên nhiên nhiều hơn thì mình sẽ thấy được cái tâm hồn của mình nó được nhẹ nhàng, nó được cội rửa rất là nhiều. Và mọi người có thấy rằng là khi mà mình thường sau khi đi du lịch về hoặc là đi đến những nơi đó về thì mình thấy rằng là mình tràn trề năng lượng và mình có thể làm việc và cái hiệu suất công việc nó sẽ tốt hơn đúng không? Không có cảm thấy mệt mỏi hoặc là chán nản như trước khi mình đi du lịch. Dung nghĩ rằng là tạo hóa tạo ra con người và con người của chúng ta là một phần không thể tách rời của vũ trụ. Vậy cho nên bất kể việc gì mọi người làm, nếu như mọi người thuận theo tự nhiên, tôn trọng những cái gì mà tự nhiên mang lại cho mình thì chắc chắn rằng Dung nghĩ rằng là vũ trụ cũng sẽ ôm ấp và bảo bọc mình mà thôi. Bây giờ thì video đến đây đã kết thúc rồi và Dung cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem clip nha. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh vì Dung sẽ quay lại trong những cái clip tiếp theo. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!